rất máu lửa, quyết tâm. Đang đánh loại trực tiếp vòng 1-8. Đăng tải sau giải đấu này. Trực tiếp thì mọi người rất thông cảm. Thì nó sẽ hơi dùng. Điều kiện bây giờ bởi vì mọi giải đấu đều đã được trải thảm. Toàn bộ nó không thuộc. Rất hay.
quá hay quá. Tôi hỏi sửa chữa lỗi lầm của mình. Đánh hết thì mình nào. Cao độ đi chứ đừng quá. Có thể